Ok, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn, nhất là những cái bạn mới tập, mới bước vào phòng gym, cái cách tập lưng một cách đúng nhất và hiệu quả nhất dựa trên khoa học và nghiên cứu. Thì trước khi bước vào mấy cái bài tập cho ngày hôm nay thì chúng ta phải đầu tiên là nhìn vào những cái nhóm cơ quan trọng nhất ở trong cái phần lưng để có thể tìm hiểu thêm về nó. Thì theo như trong hình các bạn có thể thấy là cái phần lưng của chúng ta được chia ra làm 4 phần là upper back, rear shoulder, middle back và lower back. Thì cái phần đầu tiên chúng ta nói tới là cái phần upper back. Thì upper back sẽ được tạo nên bởi một nhóm cơ gọi là trapezius. Thì trapezius là một cái nhóm cơ khá là lớn, như các bạn thấy trong hình cái phần một xanh lá cây á, nó chạy từ trên đầu của bạn chạy xuống cái phần giữa lưng của các bạn. Bởi vậy nó là một nhóm cơ khá lớn, và cái chức năng của nhóm cơ này á, khi các bạn tập nó sẽ tạo nên một cái độ dày cho cái lưng của các bạn. Còn cái phần rear shoulder thì như các bạn đã biết, rear shoulder còn gọi là rear delt, là cái phần vai sau của các bạn. Khi các bạn tập cái phần vai sau này, nó sẽ góp phần tạo nên cái độ rộng cho cái lưng của các bạn. Còn ở cái phần màu xanh dương là cái phần middle back, là cái nhóm cơ là trapezius dorsi. Và khi các bạn tập cái nhóm cơ này, nó sẽ giúp cho tạo cái độ rộng cho cái lưng của các bạn. Giống như là khi các bạn gồng cái cơ này ra thì nhìn cái lưng của các bạn giống như một cái chữ V vậy á. Hoặc là ai đó đứng trước các bạn và khi các bạn gồng cái cơ này ra thì nhìn nó giống như là bạn có một cái đôi cánh. Còn ở cái phần lower back á, như trong hình là cái hình màu đỏ, thì các bạn thấy nó được tạo bởi cái nhóm cơ gọi tên là erector spinae. Thì cái nhóm cơ này á, vì nó là cái phần ở phía dưới, ở lưng dưới, khi các bạn tập nó thì nó có thể tạo nên cái sự mạnh mẽ cho cái lưng dưới của các bạn, để các bạn có thể tránh bị những cái chấn thương cho cái lưng dưới. Và ngoài ra khi các bạn tập nó rồi, khi nó phát triển tốt, khi các bạn đang ở trong một cái lượng body fat thấp, thì các bạn có thể thấy nó được, nó sẽ có cái hình một giống như một cái thông của bạn để trong nhấn sinh vậy. Và ngoài ra có những nhóm cơ mình chưa nói tới, giống như nhóm cơ rhomboid. Thì các bạn thấy là rhomboid thì nó nằm ở phía dưới cái phần trapezius, thì nó sẽ giúp cho tạo nên cái độ dày cho cái phần lưng của các bạn. Còn hai nhóm cơ nhỏ kia là infraspinatus và teres. Thì hai nhóm cơ này á, vì nó là nhóm cơ nhỏ nhưng mà các bạn cũng phải nên tập nó để có thể tạo nên một cái lưng thật hoàn chỉnh, cũng như là khi các bạn làm cho hai nhóm cơ này nó nhặt mạnh lên thì nó sẽ giúp cho bạn stabilizing cái phần vai của bạn khi các bạn tập những cái bài compound giống như là overhead press. Và sau khi các bạn đã nắm rõ được các nhóm cơ ở trong phần lưng của các bạn thì chúng ta sẽ bước vào cái buổi tập ngày hôm nay cho phần lưng. Thì cái mục tiêu của cái một buổi tập hoàn thiện dành cho cái lưng là các bạn phải đảm bảo chọn những bài tập với những cái góc độ khác nhau, làm sao cho nó có thể đánh vào được tất cả các nhóm cơ mà mình vừa mới nói mới nãy. Thì cái bài đầu tiên mình sẽ tập là cái bài straight arm pull down. Thì mình sẽ tập cái bài này với khoảng 2 đến 3 set và 15 đến 20 cái với một mức tạ rất là nhẹ. Cái lý do tại sao mình tập cái bài này trước và tập với cái tạ nhẹ nhiều reps là tại vì mình muốn tạo ra một cái sự pre-activation cho cái cơ lat của mình. Thì nói dịch ra pre-activation giống như là các bạn đang kích thích, kích hoạt cái cơ đó cho nó chuyển động tốt hơn, giống như là các bạn làm cho nó thức giấc vậy á. Khi các bạn làm như vậy thì một chút xíu nữa các bạn bước vào cái buổi tập của bạn, các bạn có thể cảm nhận cái nhóm cơ này nó tốt hơn. Tại vì đối với bản thân của mình á, nhiều lúc mình gặp khó khăn trong cái việc cảm nhận cái cơ lat của mình. Vì vậy mỗi khi mà mình tập lưng, mình sẽ bắt đầu với cái bài tập này. Và bạn nào có cái sự khó khăn trong cái việc cảm nhận cơ mà các bạn muốn tập giống như mình thì các bạn có thể thử làm cái giống như vậy. Cứ chọn một cái mức tạ vừa phải, nhẹ, và tập với số reps rất là nhiều và cố gắng cảm nhận cái cơ đó. Thì các bạn có thể thử cái bài tập này, lấy cái một cái thanh dài và gắn vào cái máy cable machine, và các bạn cố gắng để cho cái tay của bạn dài ra, thẳng ra, và các bạn có thể nhắm mắt lại và cảm nhận cái cơ lat đó, dùng cái cơ lat để kéo cái tạ xuống thay vì các bạn cong cái tay lại và đẩy nó xuống bằng cơ tay sau thì sẽ không có cảm nhận tốt. Bước vào cái bài chính đầu tiên của ngày hôm nay thì mình sẽ tập bài có tên gọi là bend lay row. Thì cái bài này nhìn sơ qua nó khá giống cái bài bend over row mà rất là nhiều người thường hay tập. Cái lý do mình chọn cái bài này á, tại vì nó sẽ tạo ra một cái áp lực nhẹ cho cái phần lưng dưới của mình, các bạn sẽ không bị đau lưng nhiều cho lắm. Thì những bạn nào có bị chấn thương cái phần lưng dưới mà bị đau lưng á, giống như mình, thì có thể tập cái bài này. Và ngoài ra vì cái do cái lưng của bạn phải song song với mặt đất và các bạn khom người xuống
chút xíu, nên nó sẽ tạo ra một cái sự khó khăn cho cái bài tập này, các bạn sẽ khó có thể mà ăn gian trong bài tập này. Đó là lý do tại sao mình thích cái bài này. Thì cái cách tập cái bài này cũng khá là đơn giản, các bạn cứ để cái chân của các bạn gọng giống như là các bạn chuẩn bị deadlift vậy đó, và các bạn cứ nắm cái thanh bo làm sao cho cái vai của các bạn, cái tay của các bạn phải gọng hơn vai một chút xíu, và sau đó các bạn sẽ gồng cái cơ bụng thật chặt và giữ cái cơ hông thật chặt, và sau đó làm sao giữ cho cái lưng của bạn nó thẳng như các bạn nhìn trong video, cái lưng của mình đang thẳng, và các bạn cứ việc mà dùng cù chỏ và cứ kéo cái tạ đó lên. Nếu mà cái phần forearm, cái phần cẳng tay của các bạn khá là yếu và các bạn cảm giác là khá là mệt, thì các bạn có thể dùng cái dây straps để có thể giúp đỡ cho các bạn làm thực hiện cái bài tập này. Cái lý do tại sao mình tập cái bài này trước á, tại vì nó là một cái bài compound exercise, thì mình khuyên các bạn cái bài tập đầu tiên trong cái buổi tập lưng hay đối với những cái nhóm cơ khác, thì các bạn nên bắt đầu với 1 đến 2 bài tập compound exercise. Tại vì compound exercise khi các bạn tập nó, các bạn sẽ hoạt động rất là nhiều nhóm cơ trên cơ thể của các bạn. Thì các bạn có thể thấy như trên hình là những nhóm cơ màu đỏ chính là những cái nhóm cơ đang hoạt động ở trong bài tập này, thì các bạn thấy là nó là nguyên cái phần lưng của các bạn luôn. Đó là lý do tại sao compound exercise rất là tốt, bạn tập 1 mà các bạn lại được 10. Và khi các bạn tập mấy cái bài compound exercise này, cái tips của mình dành cho các bạn là các bạn cứ việc tập trung vào làm cho cái form nó thật là tốt, đừng có ăn gian quá là nhiều dẫn tới chấn thương, và cứ từ từ qua thời gian trở nên mạnh hơn, tăng tạ từ từ lên, các bạn sẽ đảm bảo là các bạn đang đi theo một con đường đúng. Bước vào bài tập thứ hai của ngày hôm nay, mình sẽ tập trung vào cái cơ lat bộ nhiều hơn một chút xíu, thì mình sẽ tập cái bài lat pull down này. Thì ở cái bài tập này mình sẽ tập từ khoảng 3 đến 4 set, 8 đến 12 cái. Ở cái bài tập lat pull down này, cái phần grip, cái phần tay của mình, thì mình sẽ để cái ngón tay cái của mình ở nằm trên cái thanh bo để mình có thể cảm giác được cái cơ lat nó nhiều hơn, và cố gắng để cho cái phần bicep nó không hoạt động khá là nhiều. Còn về cái độ rộng của hai tay khi nắm thanh bo, thì mình khuyên các bạn là cái cách tốt nhất để nắm là nắm vừa phải, rộng hơn vai một chút xíu. Cái lý do mà mình nói như vậy là tại vì trong một bài nghiên cứu thì người ta đã so sánh ba cái độ rộng với nhau, là một cái là hẹp, một cái là vừa và một cái là rộng. Thì vào cuối cùng họ cho ra được kết quả chia ra làm hai giai đoạn, là một là eccentric phase là khi chúng ta kéo tạ xuống, còn thứ hai là concentric phase là khi chúng ta điều khiển cái tạ nó lên. Thì ở cái phần concentric phase thì khi chúng ta nắm tay rộng, hẹp và vừa thì cái phần lat sẽ được tác động khá là giống nhau. Còn khi chúng ta nhìn vào cái phần eccentric phase thì khi nắm tay vừa và rộng thì cái cơ lat sẽ được tác động tốt nhất. Và ngoài ra khi chúng ta nắm tay vừa phải thì cái cơ tay trước sẽ được tác động nhiều hơn ở trong cái phần concentric phase. Vào cuối cùng họ cho ra được một cái kết luận là khi chúng ta nắm tay vừa phải sẽ là tốt nhất để tập cho cái phần cơ xô và cái cơ tay trước của các bạn. Và khi tập cái bài này, các bạn có thể thấy là cái lúc mình tập á, mình hơi nghiêng người ra phía sau một chút xíu. Cái lý do mà mình nghiêng người ra phía sau như vậy á, là trong một cái bài nghiên cứu mà mình đọc được thì người ta đã kết luận là khi chúng ta nghiêng người về phía sau một chút, khoảng 135 độ, thì cái tác động đến cái cơ xô, cái cơ lat của chúng ta sẽ tăng lên khoảng 11%. Vì vậy cái việc nghiêng người ra phía sau một chút xíu là ok nha các bạn, miễn sao là các bạn phải đảm bảo làm sao mà các bạn đừng có dùng đà hoặc đông đưa người quá nhiều, đừng có chí quá nhiều là ok. Và bước qua cái bài tập kế tiếp thì mình sẽ tập cái bài gọi là seated cable row. Thì mình rất là thích cái bài tập này á, và mình khuyên các bạn nào mà chưa bao giờ tập qua cái bài tập này thì nên để cái bài tập này vào trong cái routine, vào trong cái chương trình tập của các bạn và thử nó. Cái lý do mà mình thích cái bài này á, là tại vì trong một cái bài nghiên cứu mà mình đã đọc được, người ta so sánh giữa hai cái loại tập, hai cái cách tập là pull down và với lại cái bài row này là cái bài seated row. Thì vào cuối cùng họ cho ra được cái kết luận là cái bài tập seated row này thì cái sự tác động đến cái phần cơ lat, cái phần cơ xô và với lại cái phần cơ tay trước của các bạn nó sẽ bằng với cái cách tập pull down, cái bài lat pull down.
Nhưng mà ngoài ra nó còn sẽ tác động đến cái phần middle trapezius với là cái phần rhomboid rất là nhiều. Thì cái phần middle trapezius là cái phần cơ traps mà nó ở phía giữa, mình sẽ để cái hình cho các bạn coi. Vì vậy mình khuyên các bạn là trong cái chương trình tập lưng của các bạn nên để một hoặc hai bài row ở trong cái chương trình của các bạn. Ví dụ các bạn không muốn tập cái bài này thì có thể tập với cái máy mà nó có cái miếng nệm, các bạn có thể để ngược dựa vào trong đó và kéo. Và cái cách tập của cái bài tập này khá là đơn giản, các bạn chỉ việc ngồi và cố gắng giữ cho cái lưng của mình thẳng, gồng cái cơ bụng thật là chặt và cố gắng dùng cái cùi chỏ của các bạn để kéo tạ ra phía sau. Và nên nhớ một điều là mình luôn hay nói là các bạn nên chọn một mức tạ vừa phải, đừng có quá nặng đối với sức của bạn. Tại vì khi mà bạn chọn cái mức tạ quá là nặng thì các bạn sẽ dẫn tới cái việc các bạn sẽ bắt đầu ăn gian, bắt đầu dùng đà để kéo tạ hoặc là sẽ dùng những cái nhóm cơ khác để kéo cái tạ, và làm như vậy các bạn sẽ không cảm giác được cái nhóm cơ mà bạn muốn tập tốt. Và cái bài cuối cùng mà mình tập trong cái ngày hôm nay được gọi tên là Single Arm Pull Down. Cái lý do mà mình tập cái bài này á, là vì do ở cái phần lat của mình á, cái phần cơ xô của mình á, nó có một bên nó phát triển tốt hơn cái bên kia, vì vậy mình mới chọn cái bài nào mà mình tập mỗi tay nó riêng biệt với nhau. Cộng với khi các bạn tập theo cái kiểu pull down này á, thì cái phần cơ lat, cái phần cơ xô của các bạn nó sẽ hoạt động tốt hơn. Cái đó là lý do tại sao mình chọn cái bài tập này. Có bạn nào đang trong cái trường hợp giống như mình á, thì mình khuyên các bạn nên thử cái bài tập này, lấy một cái dây hình tam giác ở giống như trong cái video của mình vậy nè, gắn nó vào cái máy mà các bạn tập cái bài lat pull down á. Sau đó các bạn sẽ ngồi xuống đất. Cái lý do mà mình ngồi xuống đất là tại vì mình muốn tạo ra một cái range of motion cho nó dài hơn chút xíu để có thể làm cho cái cơ lat, cái cơ xô nó stretch out, nó kéo giãn ra dài hơn chút xíu. Và nên nhớ các bạn nên phải chọn cái mức tạ vừa phải, đừng quá nặng, tại vì các bạn muốn cái cảm giác cái cơ nó tốt nhất. Thì như trong video đây các bạn thấy là cái mức tạ mình chọn rất là nhẹ, mình chọn hình như có khoảng 15 hay 20 pound gì thôi, và mình tập khoảng 3 set, mỗi set mình tập từ 15 đến 20 cái. Trong đầu mình khi mình tập mình cố gắng suy nghĩ là dùng cái cùi chỏ của mình kéo cái tạ nó xuống, thay vì là đong đưa người và dùng nguyên cái cánh tay của mình kéo thì nó sẽ vô những cái nhóm cơ khác nhiều hơn, thay vì là vô cái cơ xô, cái cơ lat của mình. Sau khi tập xong cái bài tập đó thì mình hoàn thành cái phần lưng của ngày hôm nay, mình sẽ chuyển qua tập tay trước. Mình chỉ tập có hai bài thôi, tại vì khi tập lưng thì cái phần tay trước của mình cũng được hoạt động khá là nhiều rồi, vì vậy mình không muốn tập quá nhiều tay trước. Tại vì á, mình theo kiểu cái dạng là mình tập mỗi nhóm cơ khoảng 2 đến 3 buổi một tuần. Nếu mà mình tập quá nhiều bài tập tay trước thì cơ tay trước của mình sẽ mệt mỏi và mình không có thể tập lại lần nữa. Thì ở đây mình sẽ tập hai bài, bài thứ nhất là bài cable curl, còn cái bài thứ hai là cái bài preacher curl. Thì hai cái bài này mình sẽ tập khoảng 3 set, mỗi set mình tập từ 8 đến 12 cái. Mình sẽ không nói nhiều về cái phần tập tay này, tại vì mình cũng đã giới thiệu các bạn cái cách tập tay của mình khá là nhiều trong những cái video trước rồi, và mình sẽ dành ra một cái video riêng hướng dẫn các bạn cái cách tập tay trước và tay sau, cũng như là cách tập vai để giúp đỡ cho các bạn có một cái bắp tay thật là nổi trội, có một cái bắp tay thật là bự như mong muốn của các bạn, như cái mục tiêu của các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã coi cái video này của mình. Nếu các bạn thấy cái dạng video giống như vậy hay thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết, để giống như là cho mình một cái động lực, cho mình biết là các bạn thích cái dạng video như thế này để mình có thể tiếp tục làm nó. Và cũng như là comment những cái nhóm cơ mà các bạn muốn mà mình làm về cái nhóm cơ đó. Cảm ơn các bạn, nhớ like cái video, nhớ share video này và nhớ subscribe nếu bạn chưa có subscribe cái channel của mình. Thì cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong cái video sau. Hiện tại mình đã tập gym xong rồi đây. Hôm nay mình tập lưng với lại tay trước. Như các bạn biết, bình thường mình tập cái dạng powerlifting, dạng squat bench deadlift. Còn cái ngày hôm nay mình chỉ tập lưng không à, với lại tập tay, cái dạng kiểu như dạng thiên về bodybuilding, thiên về hypertrophy, giữ cho cái lượng volume nó rất là cao. Thì đây là một cái lần đầu tiên mà mình cho các bạn coi mình tập theo cái kiểu này. Thì không biết các bạn có thích video ngày hôm nay hay không. Bây giờ mình sẽ đi ăn. Mới nãy mình vừa mở
mở cái app chương trình MyFitnessPal của mình lên và mình thấy là mình còn cất rất là nhiều calo và rất là nhiều carbs và fat để ăn. Có lẽ mình sẽ đi ăn phở, thì mình sẽ mua một nguyên một cái tô phở lớn và sẽ mua thêm một phần order gỏi cuốn. Chắc có thể là mua đem về nhà tắm rửa sau đó rồi ăn cho nó thoải mái chút xíu. Tại vì đi ăn mình cũng hơi làm biếng chút xíu, về nhà vừa coi phim vừa ăn nó ngon hơn. Gọi cho người ta rồi và mình đặt một phần phở và một cái phần gỏi cuốn, thì bây giờ mình chỉ kịp việc vô đó trả tiền và sau đó lấy phở về thôi.